qua, đơn vị phẫu thuật tim mạch lồng ngực, trung tâm tim mạch thực hiện phẫu thuật nội soi hoàn toàn vá lỗ thông liên nhĩ cho người bệnh bị thông liên nhĩ bẩm sinh. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp. Người bệnh Nguyễn Thị C, 39 tuổi, trú tại Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ, phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh sau khi tình cờ đi khám sức khỏe tại bệnh viện tuyến huyện. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán bị thông liên nhĩ với kích thước 18 x 12mm và có chỉ định phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ. Được sự tư vấn của các bác sĩ, biết được phẫu thuật nội soi có rất nhiều ưu điểm so với mổ mở thông thường, nên gia đình người bệnh đã quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi cho người bệnh. Thông liên nhĩ là hiện tượng hình thành một hay nhiều lỗ ở vách ngăn tâm nhĩ. Thông thường, tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải của tim người được phân cách nhau bởi một vách ngăn gọi là vách ngăn tâm nhĩ. Vách ngăn này cùng với các vách ngăn tâm thất và hai vách ngăn tâm nhĩ thất tạo nên bốn buồng tim với chức năng và hoạt động khác nhau, đảm bảo quy trình co bóp của tim. Trong thời kỳ bào thai, vách liên nhĩ sẽ không đóng kín để cho một phần máu giàu oxy từ nhĩ phải sang nhĩ trái. Điều này giúp cung cấp oxy cho thai nhi khi phổi chưa hoạt động. Sau khi trẻ được sinh ra, vách ngăn này sẽ đóng lại do sức cản của phổi giảm. Lúc này máu lên phổi và trở về nhĩ trái làm cân bằng áp lực hai bên tâm nhĩ. Nhưng nếu vách ngăn này không được đóng kín sẽ gây ra hiện tượng thông liên nhĩ. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đã phối hợp cùng với các chuyên gia của bệnh viện Tim Hà Nội triển khai cái phẫu thuật nội soi hoàn toàn để vá cái lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân. Cái kỹ thuật vá thông liên nhĩ nội soi hoàn toàn này ấy, thì chúng tôi thực hiện là quả tim vẫn đập trong quá trình phẫu thuật. Cái kỹ thuật này thì là một kỹ thuật mới được triển khai ở Việt Nam và cũng được triển khai ở một vài trung tâm trong cả nước. Kỹ thuật này mà được triển khai ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là một cái sự cố gắng, sự động viên, sự hỗ trợ, giúp đỡ của ban giám đốc bệnh viện cũng như là sự phối hợp của các chuyên gia của bệnh viện Tim Hà Nội. Người bệnh C được phẫu thuật nội soi hoàn toàn vá lỗ thông liên nhĩ. Ekip phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm của trung tâm tim mạch cùng với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật 3 giờ, người bệnh tỉnh táo. Sau phẫu thuật 5 ngày, người bệnh đã ổn định và đi lại bình thường, chuẩn bị được xuất viện.